xin được trân trọng giới thiệu tham luận Chuyển đổi số gắn với áp dụng mô hình kinh tế vì lợi ích chung trong kinh doanh của tiến sĩ Nguyễn Kim Dung. Xin kính chào các quý vị đại biểu, các quý nhà khoa học, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên. Hôm nay thì tôi rất là vinh dự được có mặt tại đây để trình bày bài tham luận của mình về nội dung liên quan đến chuyển đổi số gắn với việc xây dựng mô hình kinh tế vì lợi ích chung trong kinh doanh. Rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội được chia sẻ cái ý tưởng và quan điểm của mình về vấn đề này. Và thực sự ở đây thì đứng ngay từ đầu đến giờ với ba bài tham luận của chị Huyền, anh Thướng và anh Tuấn thì nhận được rất là nhiều những cái thông tin bổ ích, tôi cũng muốn chia sẻ một chút liên quan đến những cái vì sao mà tôi muốn làm những cái nghiên cứu hay là có những cái định hướng về nghiên cứu của mình liên quan đến tất cả những cái nội dung hiện tại. Thì đây là một trong những cái câu nói của một nhà hoạt động xã hội, nhà tác giả mà tôi thực sự rất là tâm đắc. Bà đã viết những cuốn sách ví dụ như là Local Future hoặc là hay là The Happiness Economics. Thì có một cái thực sự rằng là cái có một cái niềm tin, cái động lực để mà tôi thực hiện những cái nghiên cứu của mình, đó là một cái niềm tin rằng là tất cả những cái vấn đề mà chúng ta đang đối mặt hiện tại thì đó là do một cái sự thiếu, khi chúng ta thiếu, có một cái sự thiếu hiểu biết một cái toàn diện về những cái vấn đề này, và nó là những cái vấn đề về hệ thống, do chính cái hệ thống mà con người chúng ta tạo ra mà chúng ta lại đang bị mắc kẹt ở trong đó. Nên là làm thế nào để có được một cái sự hiểu biết toàn diện, thì cái buổi tọa đàm trực tuyến ngày hôm nay á thực sự đem lại những cái thông tin hữu ích khi mà chúng ta nhìn cái vấn đề này trên nhiều các phương diện khác nhau, trên nhiều cái khía cạnh khác nhau, để có được một cái hiểu biết toàn diện hơn, và từ đó thì có những cái giải pháp nó sẽ hợp lý hơn để giải quyết các cái vấn đề. Lý do vì sao tôi chọn cái chủ đề này liên quan đến chuyển đổi số và xây dựng cái mô hình kinh tế vì lợi ích chung ấy, trong kinh doanh, thì có một số các cái lý do hết sức là cơ bản như sau. Về chúng ta cũng biết được rằng là cái đại dịch corona vừa rồi nó thực sự là một cái cơ hội, nó đúng là một cái cơ hội, và nó cũng là một cái thời điểm mà hoàn hảo để cho chúng ta đặt câu hỏi lại về cái sự hoạt động của hệ thống kinh tế hiện tại, liệu rằng nó có thực sự là hiệu quả, liệu rằng có cách thức nào khác, có một cái lựa chọn nào khác cho chúng ta hay không, để tiếp tục trong một cái gọi chúng ta gọi là một sự bình thường mới. Thì cái bình thường mới này thì cái mô hình kinh tế nào nó sẽ phù hợp, đó là điều thứ nhất. Bởi vì bản thân tôi cũng như là tất cả các bạn ở đây, các diễn giả ở đây, tôi cũng tin rằng là đều trải qua những cái đều chịu tác động rất là lớn về nhiều các yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố về kinh tế, yếu tố liên quan đến về thể chất, về tinh thần. Tất cả những cái yếu tố đó giúp cho chúng ta nhìn nhận lại rằng là liệu rằng cái sự vận hành hiện tại có phải là một cái sự vận hành tối ưu hay không, hay có cách thức nào khác để chúng ta lựa chọn. Thì đồng thời những cái thay đổi trong thời gian vừa qua ấy, do tác động của đại dịch của COVID-19 cũng đã làm gia tăng lên đặt ra một cái vấn đề là chúng ta phải chuyển đổi, phải thay đổi một cách nhanh chóng. Và trong cái quá trình chuyển đổi đó, chúng ta cũng biết được rằng là cái việc chuyển đổi hóa, số hóa nền kinh tế thì nó đã trở nên là một yêu cầu hết sức là cấp bách, và nó cũng đang diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Cái quá trình chuyển đổi này, chúng ta có thể nhìn thấy thực ra là nếu như nói về quá trình chuyển đổi số ấy, nói về chúng ta phải thấy rằng từ khi mà Internet xuất hiện, nó đã bắt đầu manh nha hình thành những cái sự chuyển đổi này rồi, chứ không phải đến bây giờ. Tuy nhiên là trong thời kỳ gần đây, và đặc biệt là trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy rằng là có một cái sự thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Và cái sự thay đổi nhanh chóng đấy nó yêu cầu cái gì? Chúng ta cần nhìn nhận cái vấn đề về sự thay đổi nhanh như thế nào. Thì chị Huyền, anh Thướng và bạn và anh Tuấn cũng đã trình bày, và tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy những cái vấn đề của cái sự thay đổi, cái sự cấp thiết của cái sự thay đổi đó. Nhưng mà trước khi đi vào cái
nội dung cụ thể, cái nội dung về việc mà chuyển đổi số gắn với việc xây dựng cái mô hình ngành như thế nào, thì có một câu hỏi mà tôi cũng rất là muốn chia sẻ ở đây. Đó chính là chúng ta đặt câu hỏi về việc thực sự đó là tiền nó là mục đích, có phải nó là mục đích của tất cả các hoạt động kinh tế đang diễn ra hay không? Có phải rằng tất cả các mục đích kinh tế của chúng ta đang diễn ra đều hướng đến là đều hiện hướng đến là bởi vì giá trị đùa bởi vì tiền hay không? Thì đối với cái câu hỏi này ạ, chúng ta đang thấy trên thực tế với cái nhìn truyền thống của chúng ta bây giờ, hiện tại chúng ta đang thấy là tất nhiên nó là một yếu tố quan trọng, và trên phương diện quốc gia chúng ta đang lấy những cái chỉ số ví dụ GDP chẳng hạn để đánh giá. Trên phương diện của doanh nghiệp thì chúng ta đang lấy các chỉ số như vậy, đó là những cái chỉ số về lợi nhuận, các chỉ số về tài chính. Còn trên phương diện cá nhân thì chúng ta có các khoản đầu tư và chúng ta cũng mong muốn có những cái tỷ suất lợi nhuận trên các khoản đầu tư đó. Thì đó là cái mà chúng ta nhìn thấy đối với các hoạt động kinh tế. Chúng ta đang nghĩ rằng là chúng ta đang thấy rằng là đó có thể là mục tiêu, nó có thể là mục đích cuối cùng. Tuy nhiên thực sự rằng nếu chúng ta nhìn nhận lại rằng là nếu như có một cái cách lựa chọn khác, đó là nó chỉ là một phương tiện thôi thay vì nó là mục tiêu cuối cùng của tất cả các hoạt động kinh tế này. Bởi vì sao? Bởi vì GDP chúng ta có được để làm gì, cái tổng sản phẩm đó chúng ta có được để làm gì, một quốc gia có được dùng cái GDP đó, dùng cái tổng sản phẩm đó để làm gì. Một cái tổ chức, một cái doanh nghiệp có được lợi nhuận thì lợi nhuận đó dùng để làm gì? Một, khi chúng ta thực hiện đầu tư thì cái khoản đầu tư đấy đem lại sinh lời cho chúng ta, thì những cái lợi nhuận chúng ta có được đấy để làm gì? Nó không phải ở đây, nếu như chúng ta nhìn nó trên một cái giác độ khác là chúng ta là những cái chủ thể đang sống trên một hành tinh. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhìn nó như trên giác độ như thế nào? Liệu rằng là khi mà chúng ta nhìn nó một cách toàn diện hơn, là đem lại giá trị không phải chỉ cho bản thân của chúng ta mà đem lại giá trị cho cộng đồng, cho xã hội và cho cả một cái hành tinh khỏe mạnh này, thì đó có phải là một cái lựa chọn khác hay không? Có một cái mô hình nào khác so với các mô hình kinh tế mà chúng ta vẫn đang vận hành hay không? Và từ đó thì những cái hoạt động chuyển đổi số của chúng ta nó phục vụ với mục đích gì? Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ. Thực ra thì nó có rất là nhiều các cái quan điểm khác nhau, và đây chỉ là một cái quan điểm, một cái góc nhìn thôi, và hy vọng là sẽ nhận được những cái sự đóng góp của các quý vị đại biểu cũng như là các thầy cô và các bạn sinh viên, để cho chúng ta sẽ cùng xây dựng có được một cái nhìn tổng thể và toàn diện, để tìm ra được các cái giải pháp cho các vấn đề đang tồn tại hiện tại, liên quan đến không chỉ các cái vấn đề liên quan về bình đẳng hay các bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, hay liên quan đến bất bình đẳng giới, hay là những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp và bên ngoài cái giá trị vật chất mà chúng ta vẫn đang nói đến. Thì một cái sự lựa chọn khác ở đây, ở một cái cách tiếp cận khác ở đây được nhắc đến ở đây, đó chính là một nền kinh tế vì lợi ích chung. Thì thực ra đây là một mô hình kinh tế, tất nhiên là hiện tại bây giờ thì tôi cái cách dịch bây giờ nó là nền kinh tế vì lợi ích chung, tôi tạm gọi nó là như thế ạ. Còn không biết sau này có cái cách dịch nào nó sát nghĩa hơn hay hơn thì lúc đấy chúng ta có thể tiếp cận vào những cái cách dịch đó, nhưng hiện tại cho phép tôi được gọi nó là nền kinh tế vì lợi ích chung. Đây là một cái mô hình có thể được coi là khá là toàn diện và chặt chẽ, mà nó dựa trên một cái cách nhìn tổng thể toàn diện về tất cả các vấn đề. Chúng ta sẽ cùng xem nó là nhìn toàn diện như thế nào. Nó xuất phát từ một cái phong trào được xây dựng bởi nhà kinh tế, nhà xã hội học, rồi ông cũng là một người mà từ năm 2010 đã đưa ra cái phong trào xây dựng nền kinh tế chung này, tức là đưa cái lợi ích chung, xây dựng một cái cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người trên một cái hành tinh khỏe mạnh trở thành mục đích hàng đầu của các hoạt động kinh tế. Và từ năm 2010 thì cái phong trào này đã được mở rộng, bắt đầu phát triển, được xây dựng, phát triển và mở rộng. Cho đến hiện nay thì đã có hơn 500 doanh nghiệp cùng tham gia, đồng thời với các trường đại học và các chính quyền các cấp địa phương ở châu Âu và cũng như là ở Nam Mỹ.
Thì đấy là một cái đó đấy là một cái mô hình mà có thể được xem là một cái sự lựa chọn thay thế. Chúng ta cùng xem xét trước khi chúng ta tôi nghĩ rằng là trước khi chúng ta phán xét một điều gì đó, chúng ta hãy cùng xem xét nó trên các góc độ và các khía cạnh khác nhau. Thì đây là một mô hình chúng ta có thể xem xét bên cạnh những cái mô hình truyền thống mà chúng ta vẫn đang áp dụng. Thì những cái mục tiêu cơ bản của cái mô hình ECG này đó là gì? Mô hình kinh tế vì lợi ích chung này đó là gì? Tức là hướng một cái nền kinh tế đến những cái giá trị cơ bản nhất của định hướng xã hội đến những cái giá trị cơ bản nhất. Đối với những cái giá trị cơ bản nhất đó là gì? Chúng ta sẽ thấy là cái mục tiêu thứ hai nữa ở đây nữa đó chính là chuyển đổi một cái hệ thống kinh tế mà ở đây xác định rằng là cái mục tiêu ấy, cái việc mà phục vụ lợi ích chung nó trở thành cái mục tiêu hàng đầu. Khi mà chúng ta chuyển đổi được một đó đó chính là chúng ta sẽ chuyển sang một cái hệ thống kinh tế mới mà tại đó không phải là đặt lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu hay hay là những cái giá trị mà chúng ta đang nói trước đây là mục tiêu hàng đầu, mà thay vì đó chúng ta đặt cái lợi ích chung là mục tiêu hàng đầu. Cái lợi ích chung này nó là một cái thuật ngữ mà khá là, nếu lát nữa chúng ta sẽ cùng xem một cái mô hình này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn là khi nào chúng ta xác định được cái lợi ích chung này là gì, những cái giá trị cơ bản là gì. Thì đó, và thứ ba nữa, cái mục tiêu thứ ba cơ bản nữa đó là chuyển đổi cái hệ thống kinh doanh hiện tại sang thay vì đo lường sự thành công dựa trên những cái giá trị vật chất như trước đây thì chúng ta sẽ chuyển sang đo lường nó dựa trên những cái giá trị liên quan đến gì ạ? Đó là nhân phẩm của con người. Đó là về công bằng xã hội, đó là về sự hợp tác, đó là sự về về sự bền vững và minh bạch. Đó là tất cả những cái giá trị cơ bản mà chúng ta nhìn thấy để có thể xây dựng được một cái xã hội, một cái cộng đồng mà ngay ngay bản thân chúng ta khi chúng ta thấy rằng là tất cả những cái gì chúng ta có được hiện tại nếu như được xây dựng ở trên nhân phẩm, trên đạo đức, trên công lý, trên công bằng xã hội, trên hợp tác, trên bền vững và trên minh bạch thì tất nhiên tất yếu chúng ta sẽ có một cái xã hội vô cùng là vững mạnh, một cái cộng đồng trên một cái hành tinh khỏe mạnh mà chúng ta sẽ nhìn thấy được. Đó là một cái mục tiêu hết sức là quan trọng trong cái việc mà xây dựng cái mô hình ECG này. Thì để hiện thực hóa nó á, có rất là nhiều các cái cách thức khác nhau áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau, từ chính sách của chính phủ cho đến việc mà áp dụng nó đối với trong hoạt động kinh doanh và đối với và cả, cả trong các trường đại học. Mỗi một chủ thể đó sẽ đóng những cái vai trò quan trọng khác nhau trong cái việc đưa ECG này trở thành hiện thực. Thì ở đây trong cái phạm vi bài tham luận này thì tôi xin giới thiệu nó là một cái tôi xin giới thiệu đây là một cái gọi là một cái ma trận về common good. Cái ma trận này, cái model, cái nền kinh tế này sẽ dựa trên, sẽ đánh giá tất cả các cái yếu tố mà chúng ta nhìn thấy, các cái giá trị mà chúng ta nhìn thấy, các cái giá trị này liên quan đến cái giá trị liên quan đến nhân văn của con người, liên quan đến sự gắn kết và công bằng xã hội, liên quan đến môi trường bền vững, tức là đánh giá tất cả bốn cái giá trị này liên quan đến minh bạch và sự tham gia của tập thể ạ. Thì tất cả những cái yếu tố cái sự thương lượng tập thể, thì tất cả những cái yếu tố bốn cái giá trị này là bốn giá trị cốt lõi cơ bản mà tất cả các bên liên quan trong cái quá trình trong hoạt động của doanh nghiệp ạ đều được đánh giá dựa trên cái ma trận này, và sau đó thì sẽ được có điểm số, tức là sẽ có đánh giá và có điểm số. Thay vì cái bảng cân đối kế toán thông thường như bây giờ ạ thì sẽ có những cái chỉ số liên quan đến các cái yếu tố này, và khi mà có các chỉ số như vậy ạ thì từ chúng ta có thể nhìn thấy là ở trên chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình ạ, tất cả các từ các bên, từ bên cung cấp cho đến chủ doanh nghiệp, cho đến người lao động, cho đến khách hàng và đối tác kinh doanh, cho đến môi trường xã hội, tất cả đều có thể được đánh giá trên những đối với những cái chỉ số. Và với những cái chỉ số này ạ thì nếu như các doanh nghiệp khi được đánh giá theo những cái chỉ số này thì họ sẽ có những cái lợi ích gì từ cái việc đánh giá đó? Thứ nhất, người tiêu dùng khi nhìn vào những cái chỉ số đó sẽ tìm kiếm được những cái doanh nghiệp nào đó là những cái doanh nghiệp mà đảm bảo được những cái yếu tố mà đạt được cái giá trị, tức là hoạt động vì common good cao nhất. Họ sẽ lựa chọn thay vì phải bỏ tiền ra quảng cáo rất là nhiều thì những sẽ tìm kiếm những cái khách hàng đó sẽ họ sẽ tự động tìm kiếm đến đối với những cái doanh nghiệp có giá trị như vậy cho nền kinh tế, cho thị trường.
và cho cộng đồng là cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai, những cái chỉ số này có thể phục vụ gì, đó là cho ngân hàng, thay vì ngân hàng chỉ sử dụng những cái chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận, liên quan đến đánh giá rủi ro như hiện tại, thì hãy bổ sung, thì có thể bổ sung những cái chỉ tiêu về đánh giá liên quan đến common good này. Đó là những cái chỉ tiêu hết sức là quan trọng để đánh, về cái việc mà liên quan đến hoạt động tín dụng của ngân hàng. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba nữa có thể nói đến ở đây, đó là chính sách của chính phủ và nhà nước. Thì dựa trên với những cái doanh nghiệp mà hoạt động như thế này ạ, với chỉ số cao, thì nhà nước hoàn toàn có thể là có những cái ưu đãi về thuế đối với họ. Thì cái việc mà cái ma trận này tất nhiên là nó sẽ có thời gian không có nhiều để chúng ta đi sâu vào là đánh giá các chỉ tiêu này như thế nào. Tuy nhiên là đây là một cái hình thức mà chúng ta có thể nhìn thấy được rằng à, có cách đi, có hướng đi, có cách thức để làm và đang được thực hiện rồi, chứ không phải là nó chỉ là một mô hình mang tính chất lý tưởng, mà hiện tại bây giờ đã có các cái doanh nghiệp đang thực hiện những cái theo cái mô hình này trên thế giới. Thì đó là cái mô hình mà chúng ta đang thấy đang nói đến ở đây, đó là cái mô hình về xây dựng một cái nền kinh tế vì lợi ích chung, và đây là trong hoạt động kinh doanh hoàn toàn có thể làm được cái việc này. Tiếp theo là chuyển sang nội dung tiếp theo là liên quan đến chuyển đổi số mà gắn với cái mô hình này. Thì cái phần này ạ, tôi thấy rất là đồng quan điểm với bài trình bày của anh Tuấn vừa rồi. Vì sao lại là đồng quan điểm với bài trình bày của anh Tuấn liên quan đến chuyển đổi số về phần này ạ? Tức là nó khá là tương đồng và nó khá là có rất là nhiều các cái nội dung mà có thể áp dụng được. Nên là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy, mặc dù cái khái niệm về chuyển đổi số nó là một cái khái niệm thực sự là quá rộng và chúng ta đang sử dụng nó rất là nhiều. Khi mà chuẩn bị cái bài tham luận này ạ, thì tôi đã tìm gặp và nói chuyện với một trong những CEO về là liên quan đến hoạt động chuyển đổi số. Trước đây là một CEO rất là nổi tiếng về làm trên lĩnh vực digital marketing, và sau này thì anh đã chuyển sang liên quan đến về quản trị nhân lực, quản trị doanh nghiệp. Thì anh cũng đã có rất là nhiều những cái chia sẻ về việc mà thực hiện chuyển đổi số ở Việt Nam. Thì tất nhiên trên những cái quan điểm, về những cái quan điểm khác nhau và mục đích nghiên cứu khác nhau, thì chúng ta có thể đưa ra những chúng ta có thể nhìn nhận cái chuyển đổi số dưới những cái góc độ và những khía cạnh khác nhau. Thì trong cái phạm vi mà tôi trình bày ở đây, thì tôi cái chuyển đổi số ở đây nó là một cái quá trình chuyển đổi về văn hóa, về tổ chức, về hoạt động của doanh nghiệp, của một ngành hoặc của một cái hệ sinh thái, thông qua cái việc mà gắn kết sử dụng những cái công nghệ thông minh, những cái quá trình mà trong tất cả các cái giai đoạn khác nhau và một cách có chiến lược. Thì thực sự là nó không chỉ là việc chỉ dùng các con số hay số hóa nó, mà nó là một cái sự chuyển đổi, giống như anh Tuấn cũng đã nói lúc trước, đó chính là văn hóa của doanh nghiệp. Có rất nhiều những cái vấn đề nội tại bên trong nó để mà có thể thực hiện được cái quá trình chuyển đổi số này. Thì đó là cái cách thức mà nhìn nhận chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Những cái thiết bị, những cái công nghệ cải tiến, những cái mà chúng ta nhắc đến ở đây có thể nói đến như chúng ta vừa nói, điện toán đám mây rồi Big Data, hoặc là trí tuệ nhân tạo rồi Machine Learning, Internet of Things. Rất là nhiều những cái yếu tố mà chúng ta đang nói đến, đang nhắc đến ở đây. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng đó chính là con người, nó là một yếu tố quan trọng. Nó là một yếu tố cơ bản ở tất cả các mức độ, trong tất cả các quá trình chuyển đổi, từ hợp tác này, hệ sinh thái, kỹ năng, văn hóa, rồi trao quyền, và đặc biệt đó là trong mục đích của chuyển đổi. Mục đích của chuyển đổi số, chúng ta phải nhìn nhận nó là mục đích vì con người, đúng không ạ? Đó là mục đích cuối cùng của cái quá trình chuyển đổi, nó là phải phục vụ cho con người và vì con người. Vậy thì cái quá trình đó vì con người và phục vụ cho con người đó, thì chúng ta phải thực hiện cái hoạt động chuyển đổi này như thế nào? Bài trình bày, những ba phần trình bày trước, chúng ta đã thấy được những cái thực trạng về quá trình chuyển đổi số, cũng như là ở Việt Nam, ở Ấn Độ, và thực trạng ở trong doanh nghiệp khi mà chúng ta thực hiện cái quá trình chuyển đổi số đối với văn hóa doanh nghiệp, trong văn hóa doanh nghiệp như thế nào. Thì trong cái thời gian có hạn, thì ở trong đây chúng ta có thể nhìn thấy là chuyển đổi số, nếu như mà để nó phục vụ cho cái vì cái lợi ích chung, cái lợi ích chung mà chúng ta nói, cái mô hình trước mà doanh nghiệp có thể áp dụng ấy, thì nó có thể
nó có thể tác động đến tất cả các lĩnh vực liên quan đến các hoạt động kinh doanh, rồi là cái quy trình, rồi là mô hình kinh doanh, hệ sinh thái kinh doanh, quá trình quản lý tài sản, rồi văn hóa doanh nghiệp, khách hàng, vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố, tất cả các lĩnh vực này thì chuyển đổi số đều có thể tác động. Mà chúng ta nhìn thấy một cách đơn giản là nếu như chúng ta mang chuyển đổi số nó vì con người, vì những cái lợi ích chung, thì chúng ta phải quay trở lại cái mô hình lúc trước để chúng ta nhìn xem, nhìn nhận xem là à, như vậy là cái quá trình chuyển đổi này nó sẽ đem lại gì, lợi ích gì cho doanh nghiệp, đem lại lợi ích gì cho khách hàng, đem lại lợi ích gì cho nhân viên của tôi, cho những đối tác kinh doanh của tôi phải nhìn nhận rằng là tất cả đều có mối quan hệ, đó là tất cả các hoạt động kinh tế này đều là hoạt động, nó là mối quan hệ giữa con người với con người. Thì hoạt động chuyển đổi số này nó phục vụ gì cho những cái mối quan hệ đó, đem lại cái kết quả cuối cùng là cái gì. Ví dụ đơn giản rằng là chúng ta đang sử dụng những cái chuyển đổi số đem lại, chúng ta có thể nói rất là nhiều các cái sự chuyển đổi về kỹ thuật khác nhau, công nghệ thông minh khác nhau. Thế nhưng mà ở đây nếu nếu như chuyển đổi không phải phục vụ con người, ví dụ như chuyển đổi mà không làm giảm được cái thời gian làm việc của chúng ta mà lại làm gia tăng thời gian làm việc của chúng ta, thì có đem lại cái phúc lợi, gia tăng cái phúc lợi cho nhân viên không, có đem lại thêm cái giá trị cho người lao động hay không. Đấy là một cái mà chúng ta nhìn nhận. Chuyển đổi có ảnh hưởng, những cái hoạt động chuyển đổi này có ảnh hưởng đến môi trường hay không, có gia tăng những cái áp lực lên môi trường hay không khi mà thực hiện các hoạt động chuyển đổi này. Chuyển đổi có gia tăng chi phí quá lớn cho doanh nghiệp hay không, khi mà gia tăng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng gì ạ? Áp lực lên chính lãnh đạo, lên chính người lãnh đạo của doanh nghiệp. Mà khi áp lực lên chính người lãnh đạo doanh nghiệp như vậy ạ, áp lực về chi phí và các áp lực liên quan khác, thì thực sự nó có đem lại cái hiệu quả không, nó có giải quyết được vấn đề hay không. Và tất cả những yếu tố này thì giúp cho chúng ta nhìn nhận lại cái mục đích cuối cùng của hoạt động chuyển đổi, và giúp cho chúng ta cân nhắc rằng là à, liệu rằng tôi có nên quyết định là phải thực hiện một cái sự chuyển đổi và áp dụng một cái công nghệ phụ thuộc vào công nghệ quá lớn hay không. Cuối cùng thì như lúc trước tôi vừa nói ạ, thì tôi cũng đã nghe những cái chia sẻ của anh CEO đó, và anh cũng đã nói rằng là cái quan trọng nhất thực sự đó chính là con người, quan trọng nhất đó chính là tư duy lãnh đạo, bởi vì chuyển đổi số ở đây đó chính là chuyển đổi về con người, nâng lên một cái tầng thích ứng mới với một cái sự phát triển về khoa học công nghệ mới, nhưng mà nó phải phục vụ về con người. Tất cả những cái chuyển đổi, ví dụ chúng ta chuyển đổi các cái platform làm việc, thay vì chúng ta làm việc phải đến tận nơi để làm việc, thì bây giờ chúng ta không còn phải sử dụng những cái chúng ta có rất là nhiều cách thức linh hoạt để làm việc khác nhau, và quản trị lúc này đó là quản trị theo cái hiệu quả của công việc, thay vì là quản trị là bắt buộc phải có cái sự tồn tại vật lý của con người trong cái môi trường đấy. Đó là những cái yếu tố mà cuối cùng chúng ta đều phải quay lại cái mô hình mà chúng ta đang nói ECG ở đây, để chúng ta nhìn nhận xem là có thực sự là cái sự chuyển đổi đó là cần thiết và hiệu quả hay không. Thì phần này lúc trước thì khi mà đi vào cụ thể trong quá trình một cái yếu tố đó là liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, thì anh Tuấn cũng đã trình bày cái phần này rồi. Và trên quan điểm của tôi thì ở đây đó là nêu lên một cái ý tưởng. Nhà tôi xin chia sẻ cái ý tưởng trong cái phần này như vậy. Để kết thúc cái phần trình bày thì có một số các cái kết luận ở đây, một cái số cái ý mà tôi muốn nêu ra ở đây. Thứ nhất đó chính là thực sự rất là quan ở đây rất là quan trọng khi mà chúng ta phải xác định lại cái mục đích thực sự của hoạt động kinh doanh. Bất cứ một cái hoạt động kinh doanh nào, mục đích thực sự của hoạt động cuối cùng của cái hoạt động kinh doanh đó là gì? Đó chính là tạo ra một, đó chính là thỏa mãn được cái nhu cầu của con người. Thỏa mãn nhu cầu con người ở đây bao gồm gì? Bao gồm cả người, cả doanh nghiệp, cả khách hàng, cả những bên đối tác kinh doanh, tất cả đó đều là một cái lợi ích chung. Thỏa mãn về vật chất và về nhu cầu tinh thần của con người, tất cả những cái yếu tố đó trong một cái xã hội bây giờ, khi mà chúng ta thấy rằng là à, chúng ta cần có một cái sự cân bằng, chúng ta cần có một cái sự cân bằng trong cuộc sống, thì đó chính là cái mà lúc đó chúng ta sẽ có thể không chỉ nghĩ cho bản thân mình mà còn nghĩ cho cộng đồng và cho xã hội xung quanh. Vì nếu như chúng ta mất cái sự cân bằng đó, chúng ta chạy theo một cái mục đích
hoàn toàn khác, chỉ liên quan đến vật chất thôi thì chúng ta đánh mất sự cân bằng của chính bản thân. Và khi đánh mất sự cân bằng của bản thân thì chúng ta cũng sẽ không thể tạo ra được cái sự cân bằng cho cộng đồng và cho xã hội. Đó là một cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy là cần phải quay lại một cái mục đích thực sự của bất cứ một cái hoạt động sản xuất kinh doanh nào, hoạt động kinh doanh nào trong nền kinh tế. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai nữa, đó là chúng ta cũng phải nhìn nhận, chúng ta cần, rất là cần thiết để nhìn nhận rằng cái sự chuyển đổi về kỹ thuật thực ra đó chính là sự chuyển đổi về con người. Con người nó phải gắn với tất cả những cái hoạt động chuyển đổi này. Chúng ta nói về chuyển đổi kỹ thuật là chúng ta nói về hình thức, nhưng về cách thực hiện nó đó chính là sự chuyển đổi về con người. Thì đó là cái yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là tất cả các bên liên quan trong bất cứ một dự án, một cái quy trình, một cái hệ sinh thái nào thì đều có sự liên quan cực kỳ chặt chẽ lẫn nhau, đều nắm giữ những cái vai trò quan trọng trong cái hoạt động kinh doanh của chính con người chúng ta. Nên là những cái công việc mà có giá trị cao trong tương lai thì sẽ cần có sự hợp tác thay vì cạnh tranh ạ. Chúng ta cần hợp tác, chỉ có hợp tác thì mới có thể tạo ra được những cái giá trị tốt đẹp. Và lúc đó chúng ta sử dụng, chúng ta thiết kế những cái công việc, những cái việc mà chúng ta sử dụng, chúng ta dùng máy móc để vì cái mục đích đó của chúng ta, vì cái mục đích đó là hợp tác của chúng ta vì một xã hội tốt đẹp hơn. Thì với ba cái kết luận này, tôi có một cái chia sẻ đối với cái tầm quan trọng của các đại học trong cái việc đào tạo ở đây đối với các bạn sinh viên ạ. Thì lúc này để mà nhìn nhận được các vấn đề một cách toàn diện ạ, thì chúng ta không chỉ nhìn nhận vấn đề rằng là chúng ta học ngành kinh doanh là chúng ta chỉ tìm hiểu về các vấn đề về kinh doanh, mà chúng ta nên không nên bó hẹp mình trong bất cứ một cái phạm vi ngành hẹp nào, mà chúng ta cần, bởi vì chúng ta là con người nên là hoạt động kinh doanh của chúng ta cũng là vì con người, nên chúng ta cần có một cái nhìn tổng thể. Và nhìn tổng thể đó thì hãy đừng giới hạn mình trong bất cứ một cái lĩnh vực nào cả. Chúng ta cần có một cái nhìn, cần tiếp cận trên nhiều các cái vấn đề khác nhau, đa ngành và đa dạng, đặc biệt là không phân biệt giữa kinh tế và kỹ thuật. Chúng ta có thể tìm hiểu về kinh tế, kỹ thuật, nhưng cũng tìm hiểu chính về các vấn đề liên quan đến xã hội và con người. Đó chính là cái mà giúp cho chúng ta có được một cái nhìn tổng quan nhất, và từ cái nhìn tổng quan đó thì sẽ phục vụ rất là nhiều cho các bạn. Và cũng chính từ cái nhìn tổng quan đó sẽ giúp cho các bạn có một cái lý tưởng sống, và từ cái lý tưởng sống đó các bạn sẽ có những cái hành động thiết thực và có một cái cuộc sống nó giá trị. Thì đấy chính là cái mà từ tất cả những cái gì mà tôi chia sẻ ở đây thì cũng mong rằng là có một cái sự gợi mở nào đó, và cũng tìm được những người bạn đồng hành cùng cái quan điểm giống như mình, để chúng ta có thể tiếp tục cái quá trình nghiên cứu sâu hơn và có thể cống hiến được nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và tất cả các bạn sinh viên đã lắng nghe ạ. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chúc cho webinar của chúng ta thành công ạ. Xin cảm ơn ạ.